Samsung Galaxy A54, một chiếc điện thoại có cái form thiết kế khá là giống các cái dòng sản phẩm đời mới của Samsung, điển hình là Galaxy S23. Cũng như là sau này nó sẽ có một cái màn hình AMOLED tần số quét là 120Hz, có vân tay ở bên trong màn hình, pin 5000mAh, có loa ngoài là loa kép, có kháng nước kháng bụi, thậm chí là IP67. Đấy, và cái sổ này thì nói nhỏ nhá, cuối video mức giá sẽ cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn. Đấy, tuy nhiên là cái Galaxy A54 này thì mình cũng đã nói rồi, đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là Galaxy A54 nó vẫn sẽ tồn tại rất là nhiều những nhược điểm. Vậy những cái nhược điểm của nó là gì và những cái ưu điểm của nó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây, có một cái điểm thú vị mà mình thấy ở trên Galaxy A54 khi mà mình xét vân tay. Vân tay thì các bạn thấy đấy, tốc độ thì khá ok đúng không nào? Nhưng mà khi mình xét vân tay nhé, mình thấy cái điểm này rất là thú vị này. Đấy là, đây, các bạn sẽ xem nhá. Đăng ký này, các bạn nhìn này. Các bạn đặt vân tay đây đúng không? Cứ đặt đây đi, đấy, các bạn sẽ thấy là cái vân tay này nó di chuyển. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và lúc đầu ấy thì mình nghĩ là à, hay là cái sản phẩm này là nó quét vân tay theo vùng, nghĩa là nó có cả một cái vùng rộng để mà nó quét vân tay. Đấy, các bạn có nghĩ là đây sẽ là một cái dạng là quét vân tay theo vùng hay không ạ? Thực chất ý, là không phải đâu, mà là chúng ta cứ để vân tay lên đây, thay vì việc là chúng ta lăn trái, lăn phải, lăn qua, lăn lại, lăn trên, lăn dưới, thì cái thuật toán của Samsung ấy là nó làm cho là cái vân tay bên trong này nó tự lăn theo tay của chúng ta, đỡ phải mất công là bắt chúng ta phải lăn này lăn nọ. Đấy, thì cái đấy cũng là một cái điểm mà mình nghĩ rất là thú vị. Còn lúc mà mở khóa vân tay ra nhá, thì cái vị trí vân tay nó vẫn ở đây thôi này. Đấy, chúng ta sẽ để vào và chúng ta đặt vào là nó mở thôi. Tốc độ đọc vân tay như thế này là mình thấy là được. Đấy, bởi vì là những cái sản phẩm Samsung dòng A lần trước thì mình thấy là cái tốc độ đọc vân tay của nó không được nhanh lắm. Đấy, thì đối với sản phẩm này thì mình thấy là nó khá là ok rồi. Bây giờ sẽ là những cái điểm mà chúng ta có thể thấy được ngay, chê được ngay khi mà chúng ta mua sản phẩm này về. Đầu tiên sẽ là một cái hộp phụ kiện. Đấy, hộp phụ kiện thì bây giờ rất là nhiều hãng họ cắt giảm đi hộp phụ kiện rồi, điển hình là Samsung với cả Apple đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là hộp phụ kiện cắt giảm đối với những sản phẩm flagship thì là các hãng họ bắt chước nhau. Chứ còn cái kiểu là bắt chước theo cái kiểu là bỏ hộp ở trên các sản phẩm tầm trung như này thì thực sự là mình không thích. Đấy, cũng chia sẻ thẳng với anh em như thế luôn. Tầm trung là mình vẫn muốn có một cái hộp phụ kiện nó đầy đủ hơn. Đấy, nhưng thôi, biết thế nào được, bởi vì bây giờ họ đã bỏ đi rồi, nên là hộp phụ kiện sẽ là cái điểm mà mình chê. Bởi vì là nếu mà so sánh sang với các cái hãng đối thủ chẳng hạn, ví dụ như là so với Xiaomi, thì ở trong cái tầm giá này Xiaomi đã có những cái sạc rất là nhanh, kiểu như là tầm khoảng 67W, hoặc thậm chí nhá là chúng ta có thể lựa chọn được 120W rồi. Còn ví dụ như là lựa chọn Oppo đi, là chúng ta đã có thể lựa chọn được cỡ tầm khoảng sạc 65W hoặc là sạc 80W của Realme hoặc Oppo rồi. Nhưng sản phẩm Galaxy A54 vẫn hỗ trợ sạc tối đa chỉ là 25W thôi. Và thậm chí là cái sạc 25W đó nó còn không có ở trong hộp này. Nên đó là những cái điểm mà mình cảm thấy là so với đối thủ thì đấy là rõ ràng là một cái sự thiệt thòi hơn của Galaxy A54. Đúng nào, hộp phụ kiện có cũng như không. Tiếp theo nữa nào, về phần thiết kế thì sao? Thiết kế thì có nhiều bạn nhìn vào cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ liên tưởng đến Samsung Galaxy S23 đúng không ạ? Thế tuy nhiên là về cái phần chất liệu ấy, thì rõ ràng là không thể nào mà so với cả Galaxy S23 được rồi. Cái khung viền này thì nó chỉ là khung viền nhựa thôi nhé các bạn nhé, chứ không phải là kim loại như là Galaxy S23. Còn cái mặt lưng này ấy, thì như mình được biết thì đây là một cái mặt lưng tráng gương. Đấy, nhưng mà không biết là liệu là ở bên trong nó là nhựa xong nó phủ lớp gương ở bên ngoài hay là nó là kính hoàn toàn. Đấy, nhưng mà rõ ràng là cái mặt lưng này thì các bạn sẽ phải hết sức cẩn thận, bởi vì mặt lưng này thì sẽ vô cùng dễ xước và nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay, nên là trong cái quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là bẩn. Đấy, và rõ ràng rồi, với việc là không có ốp lưng như này đi kèm theo máy thì chúng ta sẽ phải sử dụng nó cẩn thận hơn. Và tất nhiên cái điện thoại này thì nó cũng sẽ không có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài này đâu. Còn về cái mức độ hoàn thiện ấy thì cũng một số bạn nói vui là thử nhét tờ tiền vào đây để xem là nó có dính được cái tờ tiền hay không ấy. Thì câu trả lời là có dính được tờ tiền các bạn nhé. Nhưng mức độ hoàn thiện mình đánh giá ở mức độ trung bình thôi. Nhưng là rõ ràng là trong cái tầm giá này thì với một cái chất liệu như thế này cũng như là một cái mức độ hoàn thiện như thế thì rõ ràng là Galaxy A54 là so với các sản phẩm khác là không bằng được rồi. Đấy, nhưng đây sẽ là những cái điểm giá trị của nó đây. Đấy, cái điểm thứ nhất đấy là cảm giác cầm nắm thực sự là rất tốt. Cái phần viền này của nó nhá thì nó làm không phải quá phẳng đâu, nên là khi mà chúng ta cầm vào chúng ta sẽ cảm thấy nó không bị cấn tay. Và với việc là cái thiết kế của nó chỉ bằng nhựa thôi, nên là khi chúng ta cầm vào chúng ta cảm thấy là nó sẽ tương đối thoải mái. Nếu mà nó là thép hay là cái gì đấy thì thực sự là cầm vào nó rất là gai tay. Độ mỏng sẽ rơi khoảng 8,2mm và khối lượng rơi khoảng 2 lạng.
thì cũng ở mức độ hợp lý rồi. Bởi vì bây giờ là mình cầm những sản phẩm nó nặng hơn như này rất là nhiều, còn được cơ mà, huống chi là cầm cái sản này nó thoải mái như thế, đúng không ạ? Tiếp tục nữa là về cái phần màn hình, thì màn hình của nó là tương đối đẹp đấy nhá. Màn hình 6,4 inch Super AMOLED tần số quét là 120Hz. Và nếu mà so với cả Galaxy A53 thì cái kích thước màn hình nó giảm đến một chút xíu thôi. A53 thì nó là 6,5 inch, con này là 6,4 inch, nhưng mà mình nghĩ là nó không giảm đáng kể. Nhưng mà được cái là cái độ sáng của nó tối đa nó được tăng lên. Độ sáng bây giờ thì nó lên tới là 1000 nit rồi, có vân tay ở bên trong màn hình. Đấy, chỉ có điều là cái phần viền này của nó này thì thấy là nó hơi dày. Và nó dày đều luôn. Đấy, dày cả dưới là hai bên là lẫn ở phía trên này này. Cái màn hình này thì cái độ dày mình liên tưởng tới kiểu như là iPhone 10R, kiểu như thế. Màn hình này thì sẽ có độ phân giải là Full HD cộng 1080x2340 pixel. Và với một cái độ phân giải như vậy thì mật độ ảnh của nó sẽ rơi khoảng 403 ppi thì mình thấy là tương đối sắc nét rồi. Đấy, cái màn hình này thì sẽ vẫn có on-go display này. Đấy, sẽ có vân tay ở bên trong màn hình. Tốc độ đọc ghi thì mình đánh giá là tương đối tốt. Về phần hiệu năng thì sao? Đây, về hiệu năng thì cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ chạy con chip Exynos 1380 được sản xuất ở trên tiến trình 5 nanomet. Đây là một tiến trình tương đối là tiên tiến đấy nhé các bạn nhé. Và theo cái bảng xếp hạng chip mới nhất bây giờ thì con chip này đang xếp hạng 37 và nó sẽ xem với cả con chip Snapdragon 7 Gen 1 cũng như là 778G và 780. Nghĩa là về thông số nhá là ok. Đấy, còn thể hiện như nào thì rõ ràng là admin Kha sẽ phải có những video test game rất là chi tiết về sản này để xem là nó có thể tốt hay không. Nhưng mình thì mình kỳ vọng là nó sẽ ổn, bởi vì là trước đây như truyền thống của Exynos thì thường là sẽ là không tốt. Đấy, thậm chí là những cái con chip Exynos ở trên những dòng sản phẩm flagship của họ cỡ từ S21 series trở xuống, S21 Ultra, S20 Ultra thì nó thể hiện rất là tệ. Đấy, thì hy vọng là cái con chip này nó không bị tệ như thế. Hay nói đâu xa, ví dụ như là Galaxy A53 thì cái con chip của nó cũng thể hiện rất là tệ. Thì hy vọng là con chip Exynos 1380 này sẽ là cái con chip mà nó đỡ tệ hơn. Đấy, mình thì mình nghĩ là nếu như đây mà là con chip Snapdragon 7 Gen 1 nhá, thì chắc chắn là dòng này sẽ được cái sự yêu quý của người dùng hơn rất là nhiều. Đấy, rõ ràng là người ta sẽ thích một cái con chip của Mỹ hơn là một con chip của Hàn Quốc, đúng không nào? Thực ra là nếu mà chip Hàn Quốc mà tối ưu tốt được như kiểu là những cái con chip khác ấy thì không nói gì, nhưng mà cơ bản là nó lại tối ưu không tốt. Nhưng mà con chip này thì chưa biết như nào. Điểm số Android thì cho ra rất là cao, rơi vào khoảng 508.000 điểm, CPU sẽ rơi khoảng 148.000 và GPU sẽ rơi khoảng 152.000 điểm. Đây là những điểm số mà mình đánh giá là khá ổn đấy nhá. Và ở thị trường Việt Nam ấy thì cái dòng này nó sẽ có hai phiên bản, là phiên bản 8128 và phiên bản 8256. Lệch nhau nó sẽ rơi khoảng 1 triệu đồng cho cái phiên bản bộ như trong như vậy. Nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ cố lên cái phiên bản bộ trong 256 cho nó thoải mái. Về phần camera thì dòng này có camera chính có độ phân giải là 50 megapixel, khẩu độ là f1.8. Camera góc siêu rộng là 12 megapixel, khẩu độ là f2.2, góc chụp là 123 độ. Và chúng ta sẽ có một cái camera macro có độ phân giải là 5 megapixel nữa. Như vậy là nếu mà so với thế hệ cũ thì nó bớt đi một cái camera. Thế hệ cũ thì nó có một cái camera nữa là cái camera hỗ trợ cho chuẩn xóa phông, nhưng mà mình nghĩ là cái đó nó không có quan trọng đâu. Camera này thì sẽ có chống rung quang học OIS như các bạn nhé. Đối với cái camera chính nó sẽ có một cái đèn flash đơn ở đây. Hơi đáng tiếc là sau này không có camera tele. Thế tuy nhiên là với bản thân mình thì mình nghĩ là mình cũng không quá cần thiết đến camera tele lắm. Ở trong cái phần giao diện chụp ảnh của dòng này thì chúng ta sẽ có các cái chế độ tùy chỉnh, ví dụ như 0.5x là góc siêu rộng này, rồi là 1x thì là camera thường này, còn 2x này thì chỉ là zoom số thôi nhé các bạn nhé, zoom số thôi chứ không phải là camera tele đâu. Còn ở trong cái phần khác này thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái chế độ, ví dụ như là chế độ chụp ảnh macro này, chuyển động chậm này, hay là chuyển động siêu chậm này. Đấy, rồi tua nhanh thời gian các thứ nữa. Đấy, chụp ảnh ban đêm, chụp ảnh chuyên nghiệp và video chuyên nghiệp. Để mình xem là chụp ảnh chuyên nghiệp này. Chụp ảnh chuyên nghiệp chúng ta có thể điều chỉnh được ISO này, điều chỉnh được phơi sáng này. Ô, cũng điều chỉnh được phơi sáng cũng ok đấy. Phơi sáng tối đa là 10 giây này, điều chỉnh được EV, rồi điều chỉnh lấy nét tự động, rồi điều chỉnh cân bằng trắng các thứ. Nói chung cũng khá là đầy đủ. Thì anh em về anh em có thể mò đây là anh em sẽ ra hết thôi. Về pin thì sẽ là 5000 mAh. Đấy, tuy nhiên là hơi đáng tiếc là nó chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25W thôi. Như vậy là sạc thì sẽ thua rất là xa so với cả các hãng điện thoại đối thủ. Còn cái điểm mà mình cảm thấy đáng tiền đây là gì? Đấy là cái kháng nước kháng bụi IP67. Là không nhiều sản phẩm ở trong cái tầm giá này nó có cái điều đó đâu. IP67 là khá ổn đấy. Còn để mình xem là cái phần thông tin điện thoại này, để xem thông tin phần mềm nào. Hiện tại đều là những phiên bản phần mềm rất là mới rồi, One UI 5.1 cũng như là Android 13. Và One UI thì mình thấy là tương đối là ổn định. Còn về mức giá thì sao? Hiện tại thì mình có tham khảo tại website của Cellphone S, thì mức giá của Galaxy A54
cho phiên, đây là giá niêm yết nhé các bạn nhé, cho phiên bản bộ nhớ trong 128 thì là 10,5 triệu, còn phiên bản 256 là 11,5 triệu. Đấy, thì cũng chia sẻ với anh em luôn, đấy là nếu mà với cái mức giá niêm yết như này thì mình sẽ không mua Galaxy A54. Đấy, tuy nhiên là như truyền thống của Samsung thì anh em cũng đã biết rồi đấy, đấy là bao giờ chúng ta cũng sẽ được nhận rất là nhiều quà. Đây ở đây ví dụ như là mình có tham khảo tại Cellphone.net thì chúng ta sẽ được tặng Galaxy Buds 2 này, trị giá là khoảng gần 3 triệu này, giờ là hoàn 500.000 đồng khi mà thanh toán qua ví điện tử này, hỗ trợ trả góp 0% này, nên chỉ cần bỏ ra 20% xong rồi trả góp 8% còn lại này, rồi là giảm đến 40% nếu mà chúng ta mua gói Samsung Care Plus này đó. Và nếu mà không lấy quà thì nghe nói thôi nhá, nghe nói này không chắc chắn, anh em cứ gọi điện đến tổng đài của Cellphone.net để được, có được mức giá tốt nhất, thì nghe nói nó sẽ rơi vào khoảng trên 8 triệu. Đấy, thế thì mình nghĩ là đấy cũng là một mức giá rất đáng để chúng ta cân nhắc. Còn lại thì rõ ràng là 10,5 triệu với 11,5 triệu thì là một mức giá là mình nghĩ là mình sẽ không mua. Đấy, nhưng mà 8 triệu, trên 8 triệu thì sẽ là một cái sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Rồi, cái sản này thì tổng kết lại là như này này. Mình thấy có một số những ưu điểm. Thứ nhất, đấy là thương hiệu tốt. Rõ ràng rồi, thương hiệu Samsung là một thương hiệu tốt. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà có hệ điều hành rất là mới, có thông số camera ổn, màn hình đẹp, có kháng nước kháng bụi, có loa ngoài là loa kép. Tất nhiên loa kép ở đây thì một bên to một bên bé thì là rõ ràng rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta có chấp nhận đánh đổi lại lấy một số những nhược điểm hay không? Ví dụ như là hộp phụ kiện thì có cũng như không. Tất nhiên sẽ không có ốp lưng, rồi là không có củ sạc, không có dán màn hình. Nói chung không có gì hết ngoài cái que chọc SIM. Đấy, mấy giả sách hướng dẫn sử dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mức độ hoàn thiện không được cao. Mặc dù là cái form thiết kế thì là trông khá là giống với những sản phẩm đời mới, nhưng mà mức độ hoàn thiện là không cao, chất liệu thì là rẻ tiền, chất liệu nhựa và cũng không có camera tele. Đấy, thì các bạn có chấp nhận được những cái nhược điểm để đánh đổi lấy những ưu điểm của sản phẩm này không? Hãy để lại comment cho mình biết. Và tất nhiên rồi, để phân biệt giữa những sản phẩm cao cấp với cả những sản phẩm rẻ tiền hơn ấy, thì Samsung họ để cái cảm biến vân tay ở phía thấp này này. Ví dụ như đối với những cái sản phẩm dòng cao cấp hơn ấy, thì kể cả Oppo hay là Xiaomi những thứ họ sẽ để cảm biến vân tay cao hơn này. Đấy, nhưng mà đối với cả Samsung thì cái dòng này để cảm biến vân tay phía dưới thấp này thì để phân biệt rõ ràng luôn là à, ông này là thấp tiền hơn là tôi để cảm biến vân tay như vậy. Cho nếu mà ông mà xịn sò tôi đã để cảm biến vân tay cao lên trên rồi, đúng nào. Và các bạn muốn mình so sánh cái dòng này với dòng nào nữa cũng có thể để lại comment nhé. Và hôm sau thì chắc chắn rồi, team Dương Dê sẽ có một video test kiếm rất là kỹ về dòng này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.